Tiếp theo chương trình, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật cầm vợt và các kỹ thuật đánh bóng cơ bản cho những người mới tập bộ môn bóng bàn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật cách cầm vợt và kỹ thuật đôi công phải, đôi công trái. Cách cầm vợt thì có hai cách cầm vợt cơ bản, đó là cách cầm vợt ngang và cách cầm vợt dọc. Trong cách cầm vợt ngang thì có hai cách, đó là cầm lông và cầm sâu. Khi đưa hổ khẩu vào cầm vợt, nếu hổ khẩu sát vào cốt vợt là cách cầm sâu, còn nếu cổ hổ khẩu nùi lại thì nó là cách cầm lông. Tôi sẽ giới thiệu trước về cách cầm vợt sâu, đó là sát hổ khẩu, đút sát vào cốt vợt, hai ngón cái và ngón trỏ sẽ ép sát vào hai mặt vợt để giữ ổn định mặt vợt. Tiếp theo, chúng ta sẽ ngắm thẳng giữa cốt vợt và cái chồi của cổ tay thẳng nhau. Đây là cách cầm vợt cơ bản. Các bạn cầm lại cách kỹ thuật cầm vợt theo thầy. Tay bàn tay này này, cầm sát. Đây là cách cầm sát vợt, ngón trỏ ép xuống mặt vợt trái, ngón cái ép sát vào để giữ cố định mặt vợt. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật đôi công phải. Đầu tiên, hai chân rộng hơn vai, đầu gối trùng, thân người đổ về trước, hóp bụng, thẳng lưng. Khoảng cách giữa cánh tay và thân người là từ 15 đến 30 độ. Khoảng cách giữa cánh tay và cánh tay ngoài và cánh tay trong là 90 độ. Khi bóng sang qua lưới sang bàn nảy lên là điểm cao nhất, vợt năng từ sau ra trước lên trên và sang bên trái và kết thúc ở đuôi mắt trái. Đây, kết thúc một động tác đây. Em sẽ làm lại theo thầy. Giống như đấy. Đây là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn đánh bóng. Thế đúng rồi, đạp chân xoay hông nào, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đánh về và đánh về trước. Sang ngang. Trọng tâm dồn từ chân phải sang chân trái. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật đôi công trái, hay còn gọi là kỹ thuật vụt nhanh trái tay. Cách cầm vợt vẫn như cách cầm vợt phải. Tư thế chuẩn bị, hai chân rộng hơn vai, đầu gối trùng, thân người đổ về trước. Khoảng cách giữa cánh tay và thân người là 30 đến 45 độ. Mặt vợt nghiêng so với mặt bàn tầm 60 độ. Khoảng cách giữa cánh tay trong và cánh tay ngoài là từ 90 đến 100 độ. Giai đoạn chuẩn bị, bóng đưa từ sau ra trước, lên trên và sang bên phải. Kết thúc vợt ở đuôi mắt phải. Đây, động tác đôi công trái. Trong kỹ thuật động tác đôi công trái thì chúng ta cần phải lưu ý, đó là cái khuỷu tay là phải nằm trụ. Đấy, nằm trụ. Bắt đầu. Trái nằm ngồi, chuyển tay nằm xuống. Tốt. Khi tay công thì chúng ta bắt đầu vào bóng.